Đây là cái me nha bạn, me Việt mình bình thường chứ không phải me Thái đâu. Me nó đang ra từ tùm sùm rồi. Cái này còn khoảng 20 hai mấy rồi. Hai mấy cả chai nước, cả chai trà xanh, ô lòng chai C2. Chiều cao nó khoảng 40 thôi. Cái này giảm giá bán. Cái này qua bán triệu 2 bán được luôn. Không có duyên với me sao mốt thấy me chắc không mua quá. Me hôm nay bán toàn như không có thấy lời lớn, không có duyên với cái me các bạn ơi. Me chỉ mình trồng chơi vậy tí chứ mình không có duyên với me, không có bán được me. Me mua về hôm nay toàn thấy không lời lớn gì đâu. Bán vị trí chơi thôi. Me nha bạn. Nghe chua. Me thì cành nhánh nó dẻo uống dễ. Như cái này nếu mà mấy bạn trồng khoảng năm là đầy tàn á, tại cái vàng xương nó có rồi, vàng xương nó có rồi, bạn xé tàn ra khoảng năm nữa là cây này kín cây luôn. Me thì cây trồng cây này cây con nha bạn, nên nó không có trái liền được đâu, trừ khi cây nào nó già dữ lắm nó mới có trái nha bạn. Nó đạt cái đầu già dữ lắm nó mới có trái được. Me nha bạn, giảm giá bán anh em nào mua được ủng hộ bao ship luôn.